Bỏ tài nhiều vô, bỏ tài nhiều vô. Rồi bây giờ chúng ta cùng đến với dòng lời đặc biệt đầu tiên là mua một vé tặng một vé, và vé tặng chúng ta giữ lại dòng lời cuối cùng dành qua tặng bằng cấp đơn là hai con gấu siêu to khổng lồ. Và đặc biệt còn đây là 20.000 đồng giá tiền hai đầu tí xíu nhá. Và chúng ta thường dành qua tặng bằng cấp đôi. À xin lỗi, một chiếc điện thoại Samsung Galaxy A20. Gà lông má gọi đi. Và kêu là 884 tờ là vé màu vàng. Con số vừa kêu là con số tầm mấy? 11, dạ có 1, số 1, dạ có 2, 43, chúng ta có 3, 57, dạ có 4. Chủ nhân đầu tiên là về chủ nhân thứ 2, 8, 9, 3, 11, dạ có, số 1, có, 43, có luôn, 57, dạ. Và dòng lợi này chúng ta có 2 chủ nhân, quy lực, tàn phẩm, chi điều, tàn phẩm là mỗi người là một con gấu nhỏ. Rồi, quay số đều dùm em nha, đó, mỗi người dùm em một con số, ai số lớn nhất nhận qua phần quà lớn nhất. Và kể từ chương trình nhạc đặc biệt vào tuần sau, thứ tư hàng tuần, chúng ta có chương trình hát với nhau tại sân khấu này. Chúng ta đến ủng hộ, chúng ta giao lưu cùng với hai thành viên được thay đổi linh thiêng, được chào đón tất cả các bác anh chị mình với chương trình ca nhạc hát với nhau vào tối thứ tư hàng tuần từ lúc 7 giờ đến 9 giờ nha chị nha. Chúng ta nhớ ai ở gần thì chúng ta nhớ đến đây để cùng tham gia và tham dự. Và trong lời đặc biệt đầu tiên chúng ta nhớ ủng hộ nha, nhận qua tặng phẩm đó là một chiếc điện thoại Samsung Galaxy A20. Clip bữa giờ. Và bây giờ trong lời đặc biệt chúng ta cùng đón lên phần biểu diễn đặc biệt Rắc Quyền Nam Phi. Với lại là quay cho ông Quyền nữa, vừa có một cái bệnh viện. Bữa ông chọn mấy cái bánh vừa. Ta bỏ cách. Dạ rồi quý vị ơi, vừa rồi thì chúng ta đã được là cái gì nào, chúng ta dễ về đâu anh nhau. Đây nguyên liệu quá nè. Cái này là cái gì anh? Thịt, tôm, hành, trứng. Rất là dễ thương. Số mũi mà không bao giờ cắt cái mũi. Thì sao? Thì để cắt mũi cho biết số mũi. Bao nhiêu một phần anh? 20. Bao nhiêu một bánh? 20 hả? Rồi bánh ta chúng ta mình mới tấm luôn cái chai chai. Thôi anh em có tấm cá rồi bánh đôi đây ngon. Rồi đi chúng đi lắc bóng chỗ. Lắc bóng chỗ rồi mình đi một mũi đi. Lắc bóng chạy lấy ghế. Em đi mãi là áo sạch đen rồi đi vào ba còn áo sạch đó là ở lại rồi đúng rồi. Và hai vé thì được rồi, cái trời cho tôi xin 2 triệu. Cảm ơn em. Vé 10.000 em, hai vé 2 triệu. Cảm ơn em. Vé 10.000. Rồi đưa anh vé đi, cầm